Cảm ơn mọi người quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người mới thật sự sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình thấy mọi người đi đổ xăng nè. Mọi người hay mở cốp đi mà. Đó, mọi người mở cốp xe lên. Đó, xong đó là mọi người đổ xăng. Mọi người đổ xăng á thì cái yên này nó hay bị ngửa xuống nè. Ví dụ cái yên này nó không bị này. Còn mấy cái yên kia mình thấy hay ngửa xuống nha. Mình chỉ cho mọi người một mẹo đây. Mọi người mở nắp bình xăng đây. Mọi người để vào đây. Đó là không bao giờ yên nó ngả xuống đây được nữa. Đây, úp vào đây. Đó, không bao giờ yên nó ngả xuống được. Mình úp cái nắp xuống. Còn xe tay ga ấy, thì mình ngửa nắp lên ngay. Đấy, để vào đây. Mình đổ xăng xong rồi là vặn vào. Đây, một phát là vừa bằng luôn này. Đó, nó cấn vào đây. Cấn vào gờ này. Đó, không bao giờ nó ngửa xuống được nữa. Đây, mọi người đổ thoải mái luôn, đổ đầy bên xong luôn nha. Còn nếu mà mọi người đổ xe tay ga thì mọi người ngửa cái nắp này lên nha. Mình thấy trên mạng này mọi người đổ xăng hay tức đập bay mất yên, vứt cái yên lên nha. Mình chỉ cho mọi người cái mẹo hay để đổ xăng mà không cần phải giữ nha. Mọi người thấy video mình hay thì mọi người nhấn like lên kênh cho mình nha. Xin chào mọi người nha.